Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách trồng ngò gai bằng cây con, trồng ở nhà mình sử dụng như các bạn. Thì đây là những cây con, thì mình trồng trong những cái chậu nhỏ này, hay là những cái chậu lớn cũng được các bạn, tùy theo điều kiện của mỗi người. Thì cái đất ở đây thì mình trộn đất thịt, phân hữu cơ và cho cháu với tỷ lệ là 3 2 1, 3 phần đất thịt, 2 phần cho cháu, 1 phần hữu cơ. Thì hôm nào mình sẽ làm một cái clip hướng dẫn cho các bạn cách trộn phân, trộn đất để mình trồng rau ở nhà để sử dụng. Thì cái ngò gai này các bạn, thì nó ít bị sâu bệnh, thường là nó bị bệnh thôi, bệnh đốm lá. Thì bệnh đốm lá thường xuất hiện vào những cái mùa mưa, mưa dầm các bạn, mà có độ ẩm không khí cao. Thì khi bệnh này xuất hiện thì mình sử dụng các loại thuốc trừ nấm thôi, các loại thuốc như gốc carben, gốc đồng. Gốc đồng mình có thể sử dụng cốc 85 nha các bạn. Ok, bây giờ mình bắt đầu mình trồng nha. Thank you.